con là con của mẹ. Dạ. Và có những lúc mẹ nói con không cần phải trả lời, con chỉ im lặng thôi. Có thí dụ như giống như con coi như là con là con là cái thùng rác đi. Con cái thùng rác đi. Lúc đó mẹ cần xả, mẹ cần quăng dễ vô, con cứ hứng gà, con cứ hứng thôi. Hứng quá rồi, hứng quá bây giờ thùng rác nó tràn quá, nó muốn tràn ra ngoài mẹ ơi. Đúng ra con nên im lặng đừng nói gì cả. Và mấy ngày ở nhà con, ba mẹ không giận nhau, ba mẹ sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ, chứ không phải như vậy. Mẹ mệt không mẹ? Đáng lý ra đó nha. Ủa ba, ba tưởng là con không có gặp mẹ ở nhà đâu. Ủa, mà con vậy? Là sẽ gặp mẹ là một là bệnh viện, mà hai là đồn công an đó. Ủa, sao kỳ vậy ba? Trời đất ơi, có người lái xe cái gì mà muốn chuyển hướng mà không thèm bật đèn xi nhan luôn là sao? Bà có nhớ hồi nãy đằng sau lưng mà khi tôi mà dặn qua lăng tôi quẹo là không có một cái bóng dáng gì hết trơn. À, bà có nhớ không? Cái xe tải đó ở đâu nó xuất hiện vậy? Nó xuất hiện mà nó suýt nó lại chồm lên cái xe mình vậy? Ở ngoài đường bây giờ đầy dẫy như cái thằng nhóc quắt con như vậy. Không hề biết khoa học, không hề biết toán học, tính toán gia tốc của một chiếc xe tải như thế nào cả. Dạ. Ba, ở đó mà tính. Lại khỏe không? Khỏe. Cục cưng quá đấy. Trời ơi, trời ơi, đè giúp dẹp lép rồi. Dạ, tất cả chú ý. Bước ra đi. Dạ, ra ngoài kia. Nghiêm. Bên phải, quay. Biết bên phải là bên nào không? Dít. Đưa tay phải lên coi. Làm lại. Nghiêm. Phải, quay. Ngoài sân có một chiếc xe đầy quà cần dỡ xuống. Đằng trước, bước. Mẹ, ba với mẹ ở phòng mình đinh được không? Ở đâu cũng vậy con. Dạ. Ở đâu mà có ba con thì cũng giống nhau vậy đó, y chang vậy đó. Dạ. Trời ơi. Để con tìm khay làm bánh nha mẹ. Trời ơi, ta nói ổng bây giờ nha, ở đâu cũng vậy. Là ổng là giống như là cái thời mà hồi mà ổng còn đi ở trong quân đội vậy đó con. Dạ. Cứ tối ngày cái ổng chui vô cái mền của ổng, ổng ngồi cái ổng nghĩ chuyện này, ổng nghĩ chuyện kia, ổng vô cái ổ của ổng cái ổng mở phim ra ổng coi. Mẹ hả? Khay tròn hay khay vuông đây mẹ? Mẹ thấy tròn vuông gì nó cũng ra cái bánh giống nhau, con chọn nào cũng được hết. Dạ, 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 dạ. Để mẹ nói tiếp cái vụ ba. Dạ, dạ. Mẹ đang bực mình lắm con. Bây giờ nghĩ là về hưu rồi, người ta tìm cái gì vui, rồi ta tìm cái gì thoải mái đi không? Tối ngày là ổng chỉ xem phim thôi. Dạ. Mà con biết ổng xem phim gì không? Sao mẹ? Cánh đồng quan. Ha. Ổng về hưu 2 năm. 2 năm mà ổng xem hơn 1000 lần. Tính ra là có những ngày ổng xem cánh đồng quan 2 lần. Dạ. Đó, con giờ con tưởng tượng được cái chuyện đó không? Dạ 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 được. Mà không phải ổng chỉ xem cánh đồng quan không nha con. Dạ. Cánh đồng quan ổng xem xong rồi, bắt đầu ổng qua tới Ruồi Trâu. Ổng coi Ruồi Trâu xong cái ổng đầu coi qua tới Thép Đã Tôi Thấy Đấy. Dạ. Bây giờ con hỏi mẹ mà khi mà chiếu cận mặt ông Lâm tới đó, cái chân mày ổng bao nhiêu sợi là mẹ đếm được hết đó con. Mẹ hả? Giờ mình để bánh này màu tự nhiên hay là pha chút xíu màu xanh lá cây vô được? Không, màu gì cũng được, không xanh lá cây nha. Ủa, sao vậy mẹ? Mẹ sợ cái màu quân phục lắm rồi con ơi. Dạ. Trời ơi thôi, nói thiệt con đó, ba con là bây giờ tối ngày là ổng chỉ biết nghĩ tới là, nhiều khi mẹ suy nghĩ ba vậy là ba làm sao ta? Mẹ, con cũng không hiểu. Ba mẹ quên cái chuyện là ba đã về hưu rồi à? Dạ. Ba chỉ nghĩ tới những ngày là ba phục vụ trong quân đội thôi à? Thì ba cống hiến thì chuyện đó ai cũng công nhận rồi. Nhưng bây giờ là tới lúc hưu mình phải nghĩ tới chuyện khác chứ. Dạ. Mẹ nghĩ tới lúc thôi giờ mình đi du lịch đi. Dạ. Mình đi thăm họ hàng các nơi đi. Rồi mình sẽ nghĩ tới những chuyện mà ngay lúc mà mình, trước lúc mình chưa nghỉ hưu mình không thể làm được. Thì bây giờ mình có thể làm được rồi. Ba với mẹ cùng hưởng thụ điều đó đi. Nhưng mà không, ba không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Ba chỉ nghĩ tới những tháng ngày của ba thôi. Dạ. Và con có hình dung được. Con định nói gì? Dạ không, con nói mẹ nghe nè. Mấy cái chuyện đó mẹ nói với con chi mẹ? Mẹ cứ nói thẳng với ba đi mẹ. Mẹ nói với ổng cái gì bây giờ ổng cũng không nghe. Chung quanh ổng là ổng chỉ nghe tiếng lựu đạn nổ thôi. Chỉ dạ. Như vậy thôi con biết không? Dạ dạ dạ. Nãy giờ con cũng nghe lựu đạn dữ lắm á mẹ ơi. Ba Mộng Cúc ơi. Cúc ở đây nè. Là cái gì á, cánh đồng quan của tôi bà quăng đâu rồi?
Tôi muốn cho mấy đứa nhỏ nó coi. Lúc mà đi ngang đường cao tốc để tới đây thăm gia đình của con gái đó, tôi ném nó ra ngoài đường rồi. Bà nói nghiêm túc không? Tôi sẽ quay xe trở lại chỗ đó tôi tìm. Mệt ghê vậy đó. Quá sức mệt luôn à. Thôi mẹ, con cái vali chứ nhiều, thì nó không nằm trong ngăn trong thì nằm trong ngăn ngoài. Tìm cũng ra cái đĩa cánh đồng quang nữa là sao? Tìm cho ba đi. Con thấy chưa? Dạ. Con thấy mẹ nói đúng không? Cánh đồng quang nữa đó. Dạ dạ. Giờ ông biết lần ngàn mấy luôn đó. Thôi mẹ, giờ ông nghĩ sao? Thôi mẹ ơi, bây giờ tôi thuộc từng cọng lông mày của Lâm tới rồi, bây giờ ông muốn tôi thuộc luôn bao nhiêu cọng tóc của Thúy An nữa. Vừa phải thôi chứ. Mẹ. Trời đất ơi. Sao ba? Mẹ con đã kể hết cho con rồi hả? Hả? À, không ba, ba đừng nóng ba. Cái chuyện đó nó không có lạ gì với một đại tá về hưu như ba. Nhưng mà chuyện gì? Chuyện gì? Ba. Ba. Nói. Dạ dạ dạ. Con nghĩ là chắc là ba đang qua một cái giai đoạn gọi là... Nói. Dạ, dạ, cái giai đoạn nó sốc đó ba. Sốc nhỏ thôi, nhỏ xíu thôi ba. Đúng là tao nào sâu nấy, mẹ nào con nấy. Con đã bắt đầu xỏ mũi vào chuyện của ba mẹ ngay khi ba vừa bước chân qua khỏi cửa nhà con. Ba, thực sự ra là con không có dám can thiệp vào chuyện của ba mẹ đâu. Nhưng mà ba mẹ vừa bước chân vào cửa nhà con, ba mẹ đã gây lộn rồi. Con nói không đúng, thấy chưa? Mẹ con là người khởi đầu. Mẹ con bắt đầu ghi với ba ngay khi vừa rời chân khỏi cửa nhà ba và chuẩn bị bước lên xe. Rõ chưa? À. Gì em? Thôi dừng 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 tay lại, nghe em nói chuyện đã. Anh đang ráp lỡ đây mà. Ráp lỡ cái gì, dừng tay lại đi. Sao? Để cho em phải nói thôi em điên vợ. Cái gì? Đi đây. Con, phụ ba gỡ rối cái sợi điện giùm ba nha. Dạ. Gì em? Chuyện gì? Anh biết chuyện ba mẹ em rồi gì? Ừ. Bây giờ em gặp ba, em cố giải thích cho ba hiểu về mẹ. Tự nhiên giờ ba giận luôn em à? Ủa? Không phải là em đã quyết định là không xen vào chuyện ba mẹ em hả? Quý cô trẻ đâu? Đi vô đây mẹ nói chuyện chút nè. Mẹ bực lắm rồi đó. Rồi, xong. Bây giờ cả hai giận em luôn. Vậy thì chúc mừng em. Dẹn cả đôi bên. Ngồi trong đây nè. Dạ. Có phải là con nói với ba là mẹ nói ba là ba đang phiền hà phải không? Không có mẹ. Con chỉ nói là ba bị sốc thôi chứ không phải là phiền. Sốc. Sốc là phiền đó. Ờ, dạ 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 dạ, sốc là phiền. Dạ. Xong rồi á, bây giờ á, ba con nói với con á là mẹ là người gây phiền hà ngược trở lại đúng không? Không có. Lúc đó đó con chỉ nói với ba vậy nè, có lẽ là ba đang trải qua một cái giai đoạn sốc, à không, tức là trải qua một giai đoạn phiền hà, có nói vậy thôi hả? Ủa con tưởng là con có học một cái khóa học về về tâm lý, về tư vấn rồi nè, rồi con có thể là con thấu đáo tất cả những cái gì ở trong nỗi lòng của một cái vị đại tá về hưu hả? Không có. Con tưởng là con làm được điều đó như một nhà tư vấn tâm lý chuyên nghiệp hả? Con đâu có dám đâu mẹ, con chỉ muốn là nói ra để cho ba hiểu mẹ thêm thôi. Ủa tại sao cái điều mà mẹ cần hiểu chồng mẹ là để cho mẹ nói, chứ tại sao con phải nói giùm mẹ? Con dùng cái miệng của con nói thay cho miệng mẹ là sao? Tại sao mẹ không nói thẳng với chồng mẹ đi mà mẹ cứ nói với con? Tại vì mẹ muốn xả. Hả? Mẹ nói thì con cứ gì con lắng nghe đi. Cái lúc đó mẹ điên lên, mẹ đang cần nói mà. Con phải nghĩ là con là con của mẹ, đúng không? Dạ. Con là con của mẹ. Dạ. Và có những lúc mẹ nói con không cần phải trả lời, con chỉ im lặng thôi. Có thí dụ như giống như con coi như là con là cái thùng rác đi. Ờ con cái thùng rác đi. Lúc đó mẹ cần xả, mẹ cần quăng giấy vô, con cứ hứng và con cứ hứng thôi. Hứng quá rồi, hứng quá bây giờ thùng rác nó tràn quá, nó muốn tràn ra ngoài mẹ ơi. Đúng ra con nên im lặng đừng nói gì cả. Và mấy ngày ở nhà con, ba mẹ không giận nhau, ba mẹ sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ, chứ không phải như vậy. Chú. Ừ. Có chuyện nhờ chú giúp đây nè. Sao vậy cô? Bị áp lực khi bị chuyển mùa hả? Cái này còn hơn chuyển mùa rồi đó. Chú, ba con vừa mới về hưu, ông đang tập làm quen với những ngày rảnh rỗi khi mà về hưu. Ừ. Nhưng mà mấy cái thói quen đó làm mẹ con nổi điên lên. À. Rồi hai người gây lộn, xong con giàn hòa hai người, cuối cùng hai người giận con. À, nói vậy là cô bị kẹt ở giữa. Dạ. À, đây là hố bom của gia đình đó nghe. Ở vậy mà còn anh Tư anh còn nói là đừng có can thiệp vô nữa. Đúng rồi. Cái gì? Vậy em muốn
em giàn hòa hai người có gì là xấu đâu. Chú Tám nói chú Tám đi. Ai cô Một Lan à? Dạ. Tôi thấy những bậc cha mẹ đó mà cần sự giúp đỡ của con cái, dù con cái ở độ tuổi nào nha, thì con cái muốn giúp đỡ cha mẹ thì cái chuyện đó cũng bình thường thôi. Đó đó, anh nghe thấy chưa? À, một mặt khác á, cha mẹ không chấp nhận sự giúp đỡ của con cái đó cũng hoàn toàn tự nhiên bình thường thôi đó. Em nghe chưa? Chú Tám hả? Sao chú Tám nói nước đôi vậy? Ý chú làm sao bây giờ con phải làm cái gì? À, ý tôi là cô nên đưa cha mẹ cô tới gặp một bác sĩ tâm lý, thấy không? Rồi họ sẽ giúp cho hai ông bà là thố lộ ra những cái sự việc buồn phiền của hai ông bà. Có thể họ cãi nhau, nhưng sau đó thì hai người sẽ giàn hòa và trở lại bình thường thôi. Cho nói ra, bình thường thôi. Có nghĩa chú Tám là bây giờ phải có một nhân vật thứ ba khách quan. Chính xác. Chú còn ai vô đây nè chú Tám? Thôi chú giúp giùm con luôn đi. Tôi hả? Dạ. Cô Mộng Lan thân mến. Dạ. Thứ nhất tôi không phải là bác sĩ tâm lý. Dạ. Thứ hai là tôi sắp sửa đi chơi xa rồi. Chú đi chừng nào chú về? Chừng nào cô giải quyết xong công việc của cô rồi tôi về. Chú đi chơi không đúng lúc gì hết trơn à. Con thì con muốn giải quyết càng sớm càng tốt, ngay bây giờ nè. Trời ơi, hơi khó. Vậy cũng như không à. Thôi, con xin phép con đi về. Ơi, Tân Mà Lết. Dạ. Tôi nghĩ cậu là đủ chuẩn để làm người thứ ba khách quan rồi đó. Ê, không có còn chú Thắm, không bao giờ. Ta biết kiểu con rồi đó, thích đứng mình thôi. Sắp nghỉ hè đó. Anh tính tặng em cái gì? Tặng hả? Anh tặng không? Em hứa với anh là em sẽ tặng anh bộ cà vua mà em yêu thích nhất mà. Anh đâu có gì đâu. Vậy là anh không muốn nhận bộ cà vua mà thiếu quân hả? Chào hai anh bạn trẻ. Cái phần bánh này là bà ngoại để sáng ngày mai cả nhà ăn. Hai đứa không có ăn vụng nữa chứ. Không. Đi ra. Ba, cơ TV hả ba? Cánh đồng quang, coi lại. Vậy, con tính đây. Không, dạ con tưởng ba rảnh, con tính nhờ ba phụ con. Gì? Dạ, tính nhờ ba phụ con ráp cái lồng đèn. Ráp lồng đèn? Dạ. Phụ anh thì được, giúp đỡ anh thì được. Dạ. Nhưng mà anh cũng biết tôi đó là không mặn mòi lắm với cái trận chiến lồng đèn của anh với lại các ông bác sĩ già. Gần 70 tuổi sắp hết pin. Đúng rồi. Chắc năm nay con cũng phải thua nữa rồi. Cái gì? Ông thắng nữa rồi. Thua rồi hả? Dạ. Đã thua rồi. Dạ. Bởi vậy con nói mà, cái ông bác sĩ này dữ dằn lắm. Cái gì? Khó ai thắng được ổng quá. Ổng dữ dằn? Dữ dằn lắm ba ơi. À, không lẽ nào. Nè. Dạ. Các đồng chí thân mến, giặc Mỹ đang tăng cường cánh ác liệt, quyết phá vỡ đường giao liên của chúng ta. Cảm ơn đại tá. Chúng quyết làm nhục ý chí của quên. Chúng ta. Quên, cảm ơn ba. Thì chúng ta lầm rồi các. Ba. À, hả? Ba lấy con cái kèm ba. À, đây. Một cái kèm. Dạ. Cảm ơn đại tá. Ông nè. Ông lộn hoài. Lộn. Quên. Ba. À. Ba. Con nói thiệt á, từ khi có ba nha, con yên tâm lắm đó. Yeah. Ba cũng vậy, ba rất là vui khi là được xuất thủ bên con. Dạ. Yeah. Ba. Hả? Một Lan nói với con á. Sao? Là lúc này ba không có gì làm hả ba? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Phải rồi. Lại bắt đầu một câu chuyện mới chứ gì, đúng không? Dạ. Yeah. Lại thêm một con khỉ nhiều chuyện để xuất hiện đúng không? Dạ không, con không phải con khỉ. Con chỉ là người thứ ba thôi ba.
giống như là bác sĩ tâm lý vậy đó. Bác sĩ tâm lý? Dạ. Anh muốn nói cái quái gì? Để con nói cho đại. Quên. Ba Mộng Lan nói với con á. Sao? Là lúc này á, ba dành thời gian ở nhà nhiều hơn, cho nên á, mẹ đang buồn về cái chuyện đó đó. À, bà ta không biết một cái gì hết. Không biết rằng cuộc đời của tôi đã thay đổi như thế nào. Ngày xưa tôi đã từng chỉ huy cả một sư đoàn binh lính. Biết bao nhiêu con người đó là từng ngưỡng mộ từng bước chân đi của tôi. Vậy mà bây giờ tôi như thế nào? Luôn quanh quẩn suốt ngày bên một người đàn bà, bên một người phụ nữ, chỉ chăm chăm đi theo hút bụi từng bước chân của tôi. Bà nghỉ hưu trong quân đội không có nghĩa là nghỉ hưu ngoài đời sống ba. Nhưng mà ba chưa từng nghỉ hưu trong đời sống. Nhưng mà ba đã dần dần lùi xa cái hôn nhân của mình đó. Một người lính không bao giờ được nói dần dần, không bao giờ được nói từ rút lui. Hiểu chưa? Thôi về đi, ba. Sao? Ba còn nhớ cái phim mà Cánh Đồng Quan không? Quá nhớ. Có cái vài ba đô á. Quá nhớ luôn. Có bao giờ ba thấy ông ngồi coi tivi mà ông chuyển hết đài này qua đài nọ không? À, anh nhắc tới phim Cánh Đồng Quan, nhân vật ba đô. Rồi anh nói một vị tướng mà tối ngày chỉ ngồi cầm cái remote tivi, nghĩa là chỉ cho tivi ra hết đài này tới đài khác. Ý của anh còn phải muốn nói tới... Bà làm cái gì vậy? Bà làm cái gì xúc động tới đổ ly cà phê vậy? Bà làm cái gì bà lục đục từ lúc 5 giờ sáng? Ngủ không được. Mà làm sao ngủ được khi có mấy người đó leo lên mái nhà, cũng lục đục trên mái nhà làm gì trễn cả đêm. Đúng là không bỏ công không phí công. Phải làm cho cái gã bác sĩ gần 70 tuổi đó trợn trắng con mắt lên, nể nhà mình mới được. Chị rồi thức cả đêm vậy đó hả? Là bởi vì tôi hào hứng quá mà. Tôi đâu có để ý tới thời gian. Không. Bởi vì không phải chỉ có cái chuyện đó đâu. Tôi còn một số điều khác, một số suy nghĩ khác nữa. Thí dụ như là cái chuyện mà tôi có thể nhất mong rời khỏi căn phòng ngủ. Ông muốn đi đâu? Muốn đi ra phòng khách ngồi phải không? Không. Thì đi đi. Không. Ông Cúc nè, có phải là chúng ta đã không còn vui vẻ với nhau kể từ khi tôi về hưu? Bây giờ ông muốn gì? Không. Bây giờ muốn ly dị phải không? Không. Bình tĩnh. Tôi có một lời đề nghị khả thi. Tại sao chúng ta không thử làm một cái chuyến du lịch ngắn ngày ở, thí dụ như là Đà Lạt chẳng hạn? Ông mới nói gì? Đà Lạt. Du lịch ngắn ngày. Ừ. Đà Lạt. Trời ơi. Ông có biết là từ đó tới bây giờ tôi mơ ước được một lần đi tới thung lũng tình yêu không ông? Được, tôi đưa bà tới đó được mà. Tôi. Đây. Chúng ta bà hãy tưởng tượng nha. Đi thung lũng tình yêu xong quay trở về dưới bầu trời đêm của Đà Lạt đầy sao, gió mơn man trên những thảm hoa giả quỳ vàng rực. Chúng ta ngồi bên nhau ăn bánh su, ăn bắp nướng, uống một ly đậu nành nóng ấm, một ly sữa đậu phộng nóng ấm, rất là ngon. Có thể được. Vậy sau đó tôi nghe có người hay nói với lính của mình là tôi ghét đi xe đường dài lắm, ghét lắm luôn á. Thì nói với lính là nói vậy thôi, chứ tôi hỏi bà đi công tác đi bằng cái gì mà không đi bằng xe đường dài. Rồi có lần tôi còn nghe có người thề là
khi đã nghỉ hưu rồi sẽ không bao giờ đi xe đường dài nữa. Lúc đó giận rồi tức rồi bực mình quá thì nói xạo vậy thôi. Cái gì đâu mà. Ông ơi, tôi không biết đêm qua đã có chuyện gì xảy ra, nhưng khi mà về nhà mình á, một lúc nào đó ông cảm thấy trong người ông bực bội á. Ông cứ việc đi lên mái nhà nha ông. Ủa chứ? Ông lên chơi. Lên chơi hay là làm gì? Ai cười vậy? Cái con mèo này nó rình. Thì không có. Con Mộng Lan, con rình ba mẹ phải không? Không. Con bị mộng du. Nè, rình nghe lén chuyện người lớn là xấu lắm. Không có. Con làm gì vậy? Dạ, con pha cà phê. Ủa, Lan. Dạ. Người ta có thể pha cà phê khi mộng du à? Có ba, có bệnh đó ba. Nhưng cái bệnh này có lợi lắm nha. Mộng du mà tỉnh dậy là cà phê đã nóng ấm rồi. Thôi để con lấy bánh ra mời ba mẹ uống với cà phê. Đây, để con rót thêm cà phê cho mẹ ha. Dạ. Mộng Lan. Dạ. Cái bánh mẹ nướng nguyên mà sao bây giờ kỳ cục vậy nè? Đâu? Hả? Sao coi? Gần hết phân nửa rồi. Ủa sao kỳ vậy ta? Chắc là mấy đứa nhỏ mà. Đúng rồi mẹ ơi. Mấy đứa nhỏ ăn miếng nhỏ, còn người lớn thì ăn miếng lớn rồi mẹ. Mấy cái thằng nhóc này thiệt là kỳ cục ghê vậy ta. Ủa mang bánh này đâu rồi ta? Ba hả? Ba làm gì ba nhìn theo mẹ mà miệng mà hả họng vậy ba? Có gì đâu. Sao? Ba hả? Con rất là vui khi ba mẹ hiểu nhau. Chuyện nhỏ có gì hẳn nhiên thì chuyện. Thôi đi ba ơi, con biết ba, con rành ba quá mà. Con biết là ba không bao giờ nghe con nói đâu, nhưng mà con biết tất cả những lời nói của con chắc chắn là phải chạm đến tim ba rồi. Không không không, con gái ba đừng chủ quan, đừng hiểu lầm. Ủa? Không phải là con mà là người khác. Anh ấy. Anh rể quý công cụ. Thử một lần con nghe đi, coi vậy chứ không ngốc hết đâu. Nói nhiều câu chí lý lắm nha. Tư mở lết hả ba? Đây. Đây. Rồi. Ôi trời ơi. Ba lẹ đi ba. Trời ơi. Thấy chưa ba? Trời ơi. Thấy chưa? Đẹp quá. Công cụ. Chưa đâu. Chuẩn bị coi này nha. Dạ. Coi này nha. Mới nhớ anh. Dạ. Bà thấy không? Đó nè, sách vở này nè. Làm sao mà có thời gian mà nấu nướng được. Trời ơi. Thôi anh biết hiểu, anh biết thân phận anh rồi. Anh đừng tỏ vẻ chán nản cung cực như vậy. Em có ý như vậy nè. Bây giờ em bỏ cuốn sách mà dạy nấu ăn trong vòng 5 phút. Em mua cuốn sách khác dạy ái ân trong vòng 5 phút. Trời ơi cái bà này. Em, anh nói thiệt nha. Anh muốn có một bữa ăn nấu nướng đàng hoàng, chứ phải mua mấy đồ ăn nhanh nha. Bữa nay nấu đàng hoàng nè, đừng có lo.